Hello, xin chào mọi người, lại là mình đây. Mọi người ơi, vậy là hôm nay đã là ngày mùng 6 Tết rồi. Vậy là chỉ còn có một ngày nữa thôi là mọi người phải đi học rồi đúng không ta? Hình như là ngày mai là ngày mùng 7, có rất là nhiều bạn phải tới trường luôn. Cũng hơi buồn đúng không? Nhưng mà không sao, bởi vì là việc học là việc của tất cả mọi người mà. Nên là dù sao thì mình cũng vẫn phải đi học thôi. Và hôm nay á, thì nhân dịp là cái năm mới và cũng là ngày cuối cùng luôn á, thì mình sẽ test nhân phẩm với mọi người để coi là cái năm nay nhân phẩm đập hộp của mình nó có may mắn không. Với lại theo như yêu cầu của nhiều bạn đó, thì mình cũng sẽ bỏ ra một cái lố kim cương để mình có thể test nhân phẩm của mình cho mọi người coi nha. Tại cái hộp hôm nay mà mình đọc thì chắc chắn là ai cũng biết rồi, đó chính là cái hộp hoa cẩm tú cầu mọi người ơi. Thì bây giờ mình sẽ xem một chút về thông tin xác suất của cái hộp hoa cẩm tú cầu của tụi mình nha. Thì khác với những cái hộp mà ở mùa trước đó mọi người, thì những cái hộp trước thì nó sẽ hay có là cái ba lô với lại cả cái dù đúng không? Nhưng mà ở trong cái hộp cẩm tú cầu này thì nó chỉ có là một cái bộ quần áo thôi mọi người. Là một cái dép cẩm tú cầu nè, một cái nón và một cái bộ quần áo. Còn cái ô cẩm tú cầu lớn này thì mình nghĩ đây là cái ô mà để trang trí nhà, giống như là cái ô hoa hồng á, không biết đợt trước mọi người có nhớ không? Và có rất là nhiều cái bụi hoa cẩm tú cầu lớn. Thì mình thấy ở trong cái hộp này có 3 món mà đắt giá nhất luôn, đó chính là cái dép nè, cái nón với lại là cái bình á. Thì mình hy vọng là mình sẽ ra được 3 món này nha. À, mà còn một cái nữa đó chính là cái đài phun nước mọi người ơi. Thì cái đài phun nước này nó cũng khá là đặc biệt á, mình cũng chưa có cái đài nào giống như vậy. Thì mình sẽ xem một chút xíu về xác suất nha. Thì mình có là cái mũ hoa cẩm tú cầu là 3%, đài phun nước cũng bằng cái mũ luôn là có 3% thôi. Và cái đồ chậu hoa xanh là 3%, vậy là ba cái này là hiếm nhất luôn đó mọi người. Sau đó sẽ tới là cái dép này, cái dép là tới 5% lận. Và tới cái dù 7%. Cái vòng hoa cẩm tú cầu là cái để trang trí nhà là 8%. Chậu hoa là 10% nè, bụi hoa xanh cũng 10%. Mấy cái bụi hoa là 10% hết đó mọi người. Và cái thảm á, thì là 14%. Và cuối cùng đó là cái khối màu xanh da trời 17%. Cái này là cái su cà na nhất luôn á. Thì trời ơi là trời, sao nghe thấy cái khối xanh da trời nó sợ ghê luôn á. Nhưng mà không sao, bây giờ mình sẽ bắt đầu tách nhân phẩm với lại cái hộp cẩm tú cầu để coi là cái năm nay nhân phẩm của mình đối với các cái hộp nó sẽ như thế nào nha mọi người. Bây giờ thì sẽ bỏ ra là 225 cục đá quý để lượm 10 cái hộp đầu tiên để coi là mở ra cái gì, coi là cái su cà na không hay là mình may mắn nha. Bắt đầu nào, quá trình tách nhân phẩm, mở ra hộp đầu tiên. Cái gì đây? Rồi, nhìn là biết rồi mọi người ơi, một cái bụi hoa cẩm tú cầu tím. Ngôi nhà ngập tràn hương thơm ngát của hoa cẩm tú cầu. Ok, bởi vì hoa cẩm tú cầu nó cũng khá là đẹp cho nên là cái chậu hoa này mình duyệt nha. Rồi, đến hộp thứ hai là cái khối xanh da trời mọi người ơi, thôi chết tôi rồi. Sao mà thấy có điểm không lành rồi, thêm một cái khối xanh da trời nữa, trời ơi. Cái gì mà nhiều khối xanh vậy? Tiếp nào, rồi, cái gì đây? Đây là cái vòng hoa hay sao ấy. Trang trí phòng bằng cách treo cẩm tú cầu. Rồi, làm ơn cho cái bộ đồ đi, đừng có cho mấy cái đồ trang trí nhà nữa nha. 4 hộp đầu tiên là toàn là ra mấy cái đồ trang trí nhà mọi người ơi. Không thì thôi cho cái bụi hoa cũng được, vì cái bụi hoa cũng khá là đẹp đó mọi người. Tiếp. Ú lẹ, trời ơi, làm như bây giờ là mùa Valentine, mùa lễ tình nhân hay sao á, mà nó đi cái gì cũng phải có đôi có cặp mọi người. Vừa nãy là 2 cái khối hộp rồi, bây giờ lại là 2 cái vòng hoa, nó đi đôi với nhau hay gì á. Rồi tiếp theo là cái gì đây? Nhìn là biết là cái thảm 14% rồi mọi người ơi. Thảm mini cẩm tú cầu, cảm giác thật mềm mại khi bước lên. Ok, mình có được bước lên đâu mà mình biết nó mềm. Rồi xong lại thêm một cặp đôi nữa. Một cái cặp đôi nữa là cái cặp đôi thảm hoa cẩm tú cầu mọi người ơi. Rồi tiếp theo là cái gì đây? Cái này có vẻ ngon lành nè. Cái ô cẩm tú cầu lớn mà vẫn chưa thấy cái gì hết, 8 hộp mà vẫn chưa thấy bộ đồ đâu mọi người. Lại thêm cái ô nữa đi cho đủ đôi đi. Thêm nữa đi. Rồi. Ủa cái gì kỳ vậy ta? Mình nói nó ra bộ đồ nó không ghi lời mình, mà mình nói nó ra đôi là nó ghi lời mình, nó ra y chang luôn mọi người ơi. Rồi xong cái hộp tiếp theo là một cái chậu hoa cẩm tú cầu. Và đây là 10 hộp đầu tiên mọi người ơi, toàn là ra đôi và toàn là mấy cái su cà na, không có một cái gì hết á mọi người. Thôi chết tôi rồi, năm mới đầu xuân mà sao tôi su quá à. Thôi bây giờ lại tiếp tục 225 cục đá quý tiếp. Mình sẽ chơi khô máu với cái hộp này luôn để coi nó ra cái gì nha. Mở ra coi, bây giờ ra tiếp đồ đi, tôi cắt lưỡi tôi chết luôn nè. Rồi cái gì đây? Một cái bộ quần áo mọi người, không phải là cái dép mọi người. Thôi cũng được đi ha, nãy giờ cũng được cái đôi dép. nhưng mà đừng có ra đôi dép nữa nha, tôi khóc á. Rồi hồi nãy là có cái chậu hoa, giờ ra thêm chậu hoa nữa, đủ một cặp rồi nha, đủ một cặp rồi. Ngày lễ tình nhân. Ô mọi người ơi, cái gì đi, trời ơi, nó cho mình cái bộ đồ chậu hoa nè mọi người. Bộ đồ này chỉ có 3% thôi mà nó ra rồi nè. Vậy là mình có hơn không ta? Vậy là nãy giờ là mình được cái zip với lại cái bộ đồ đúng không? Thôi bây giờ lỡ rồi thì cho thêm cái đầu đi để cho nó đủ luôn ha. Tiếp theo là một cái khối màu xanh da trời mọi người ơi. Vậy là nãy giờ mình có 3 khối màu xanh da trời rồi, 4 khối màu xanh da trời. Trời ơi là trời, đừng có thêm khối nữa nha, chắc tôi khóc luôn á. Mẹ ơi là khóc thiệt luôn đó mọi người. Trời ơi cái gì mà 3 cái khối vậy trời, sao mà tôi xu quá vậy. Rồi tiếp là cái gì đây, rồi thêm một cái thảm mini cặp tú cầu nữa mọi người ơi. Lại là cái thảm tiếp, rồi lại thêm cái thảm nữa, là nãy giờ là 4 cái thảm rồi đó mọi người ơi. Trời ơi là trời, còn 2 hộp, ra cái đầu đi mà, ra cái đầu đi. Rồi tiếp lại vòng hoa cặp tú cầu mọi người ơi. Vậy là bây giờ là một đống đồ trang trí nhà rồi. Hộp cuối cùng là cái gì đây, mở ra coi cái đầu đi. Rồi xong vòng hoa cặp tú cầu lại tiếp tục mọi người ạ. Vậy là lại phải đi đôi á, là giống như là Valentine nên là không có thích đi đơn mọi người ơi. Là cứ phải cặp đôi vậy đó. Rồi là đến cái khối màu xanh đó là nó ra là cặp 3 luôn á, chứ là không phải là cặp đôi nữa mọi người. Tức quá mà bây giờ sao nữa trời. Nãy giờ là mình đã dùng hết là 450 cục kim cương rồi. Trời ơi bây giờ thôi lời lỡ đập lẻ tiếp đi mọi người. Tại vì mình nghe đâu là đập lẻ là nó sẽ hơi hơn đó là đập 10 á. Bây giờ mình thử đập hộp lẻ nha. Mở ra coi cái gì. Rồi một cái bụi hoa cẩm tú cầu tiếp. Tiếp theo là cái gì đây, tôi chán quá mà. Thêm hộp nữa đi ha, thêm hộp nữa đi. Xuống xác luôn mọi người ơi, xuống xác luôn. Rồi xong hồi nãy là hoa cẩm tú cầu bụi tím, bây giờ là hoa cẩm tú cầu bụi trắng, là ra đủ hết cái bụi hoa cẩm tú cầu luôn á mọi người. Ra đủ hết rồi đó. Và bây giờ thì thôi mình sẽ dừng lại, bởi vì mọi người biết sao không, mình nghe bạn mình nói á, là nếu như mà mọi người muốn đập hộp này hết á, mà đập hộp lẻ á, thì mà một cái ngày khi mọi người vừa mới đăng nhập vô game á, thì mọi người sẽ bấm luôn vào cái hộp lẻ đó. Đó là kinh nghiệm của mấy cái ông mà đập hộp mà toàn là ra đồ hiếm á mọi người. Thì mình sẽ không có đập nữa mà mình dừng lại nha. Sau đó là ngày mai á, là khi mà mình vừa mới đăng nhập vào game á, mình sẽ không làm gì hết, và cái việc đầu tiên của mình làm luôn là đập một cái hộp lẻ để coi có đúng như là lời của mấy cái ông bà mà nói với mình không nha. Bây giờ mọi người hãy xem thành quả của mình nào. Tê tin mọi người thấy chưa, về mình đã ra được cái đầu này mọi người ơi. Thì cái hôm này mình đập á, là mình nhớ là hôm ngày 4 Tết hay sao á. Sau đó là mình đã dừng lại và mình đã thấy mình xu cà đa quá, cho nên là ngày 5 á, là mình lại đập tiếp. Sau đó là ngày 6 buổi sáng hôm nay mình lại đập tiếp rồi mọi người, và nó đã ra được cái đầu đi. Và mình đập thì mỗi buổi sáng mình chỉ đập có 2 hộp là mọi người, là khoảng 50 kim cương á. Và thế là sau 4 hộp lẻ thì cuối cùng mình đã ra được cái đầu rồi. Cho nên đó là khi mọi người mà đập hộp mà kiểu là 10 mà nhiều quá không được á, thì tốt nhất là mọi người nên dừng lại đi, bởi vì càng đập thì càng không ra mọi người ơi. Thì cứ mỗi sáng mình sẽ lại test nhân phẩm á, vừa vô game mình không làm gì hết và mình sẽ đập một cái hộp lẻ thì tự nhiên nó lại ra mọi người. Thì không biết là mấy cái hộp kia nó có thể không. Nhưng mà mình sẽ thử tách nhân phẩm tiếp theo với lại cái hộp hoa hướng dương á mọi người, để mình đập lẻ để coi nó có ra cái ba lô không nha, bởi vì mình vẫn rất là thích cái ba lô hoa hướng dương á. Thì đây chính là cái nhân phẩm năm mới của mình. Dù sao thì mình cũng đã được là full tất cả các cái đồ của hộp hoa cẩm tú cầu rồi mọi người. Chỉ thiếu mỗi một cái duy nhất đó là cái này full nước thôi, mà không sao, mình chỉ cần có bộ đồ là mình đã cảm thấy rất là hạnh phúc rồi. Còn mọi người thì sao, mọi người đã đập tốn mất bao nhiêu kim cương rồi, mọi người đập bao nhiêu hộp để ra được nguyên cái bộ đồ này với lại được ra được cái đầu hoặc là bộ đồ, thì hãy để lại bình luận ở phía dưới cho mình biết nha. Còn video của mình tới đây là kết thúc rồi. Và hôm nay thì kênh mình đã chạy mốc 99.000 người đăng ký rồi mọi người ơi, là chỉ còn có mấy trăm người nữa thôi là mình đã đạt được nút bạn YouTube rồi. Mình cảm ơn mọi người rất là nhiều. Nếu bạn nào mà chưa có đăng ký kênh của mình thì mọi người hãy bấm đăng ký để mình nhanh chóng có thể lượm được cái nút bạn nha mọi người. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở các video tiếp theo nha. Bye bye.